Tin mừng Chúa Nhật thứ hai mùa chay 5B. Đây là con ta rất yêu dấu. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê và Gioan đi riêng với người lên núi cao, và người biến hình trước mặt các ông, và áo người trở nên chói lọi, trắng tinh như tuyết. Không thợ giặt nào trên trần gian có thể giặt trắng đến thế. Rồi Elia và Môsê hiện ra và đàm đạo với Chúa Giêsu. Bấy giờ Phêrô lên tiếng thưa Chúa Giêsu rằng: Lạy thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm. Chúng con xin làm ba lều, một cho thầy, một cho Môsê và một cho Elia. Phêrô không rõ mình nói gì, vì các ông đều hoảng sợ. Lúc đó có một đám mây bao phủ các ngài, và từ đám mây có tiếng phán rằng: Đây là con ta rất yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời người. Bỗng nhìn chung quanh, các ông không còn thấy ai khác, chỉ còn một mình Chúa Giêsu với các ông. Và trong lúc từ trên núi đi xuống, Chúa Giêsu ra lệnh cho các ông đừng thuật lại cho ai những điều vừa xem thấy, trước khi con người từ cõi chết sống lại. Các ông tuân lời căn dặn đó, nhưng vẫn tự hỏi nhau: Từ trong cõi chết sống lại nghĩa là gì? Đó là lời Chúa. Chữ tình. Bài suy niệm tin mừng của linh mục Giuse Nguyễn Văn Nghĩa, Ban Mê Thuộc. Tình yêu, hai tiếng thân quen mà rất khó diễn đạt. Chuyện cũng thường tình vì nhiều thi nhân đã từng hỏi: Đố ai biết chữ tình là chữ chi chi? Mùa chay là mùa đặc biệt mời gọi đoàn tín hữu hoán cải ăn năn. Ăn năn hoán cải không nguyên chỉ vì thấy sự xấu xa của kiếp tội đòi, nhưng trên hết là vì cảm nhận mối tình bao la mà Thiên Chúa dành cho chúng ta. Thấy sự xấu xa và bi đát của thân phận tội lỗi, để rồi quay bước trở về là điều chính đáng và hợp lý. Nhưng chưa hẳn là sâu xa và lâu bền. Một sự hoán cải trở về dựa trên niềm xác tín vào tình yêu của Thiên Chúa mới thực sự là bền vững và sâu xa hơn nhiều. Giáo lý Công giáo đề cập đến hiện thực này khi phân biệt hai hình thức ăn năn tội, đó là ăn năn tội vì Chúa và ăn năn tội vì mình. Để góp phần giúp chúng ta trở về cách trọn hảo hơn, xin được chiêm ngắm tình yêu của Thiên Chúa qua các bài đọc của Chúa Nhật thứ hai mùa chay 5B này. Yêu mến ai thì không chỉ muốn mà còn tìm mọi cách thế để hiến dâng điều tốt nhất của mình cho người mình yêu. Hãy đem con của ngươi, đứa con một yêu dấu của ngươi là Isaac. Hãy đi đến xứ Morigia mà dâng nó làm của lễ toàn thiêu ở đấy, trên một ngọn núi ta sẽ chỉ cho. Được hiểu như là lệnh truyền của Thiên Chúa, nhưng đó chính là tấm lòng của Abraham dành cho đấng đã kêu gọi ông ra khỏi nơi quê cha đất tổ mà tiến về hứa địa. Dù băn khoăn, đau xót, nhưng Abraham vẫn muốn hiến dâng điều tốt nhất của mình là chính sự sống nối dài của mình qua người con một. Tình yêu thật diệu kỳ. Chính khi trao dâng là lúc lãnh nhận, và lãnh nhận gấp trăm, gấp nghìn lần. Abraham đã không mất người con một yêu quý mà đã trở thành cha của một đoàn con đông đảo, như sao trên bầu trời, như cát ngoài bãi biển. Tình yêu thật diệu kỳ vì Thiên Chúa là tình yêu. Là đấng phải được mọi vật, mọi loài tôn thờ và chúc tụng. Là đấng đáng được mọi người thần phục mến yêu và hiến dâng tất cả.
thì Thiên Chúa lại trao ban tất cả cho chúng ta. Thánh Tông đồ Dân Ngoại đã luận lý rằng, một khi Thiên Chúa đã ban chính Con Một cho chúng ta, thì lẽ nào Người lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta? Các tin mừng nhất lãm đều tường thuật sự kiện Chúa Giêsu biến hình trên núi Tabore, có Elia và Môsê hiện ra và đàm đạo với Người. Nội dung đàm đạo là về cuộc khổ nạn mà Chúa Giêsu sắp chịu tại Jerusalem, và đó chính là đỉnh cao của tình yêu Thiên Chúa tặng ban cho nhân loại, vì không có tình yêu nào cao quý cho bằng mối tình của Người hiến dâng mạng sống vì người mình yêu. Đây không phải là một tình cảm nhất thời mang tính tự phát, nhưng là một ý định có từ ngàn đời, có một chương trình được chuẩn bị từ ngàn xưa, mà sự hiện diện của Môsê và Elia đại diện cho lề luật và hàng ngôn sứ là một minh chứng hiển nhiên. Nếu nói rằng Thiên Chúa trao ban chính Con Một vì nhân loại bội phản, bất trung, sa ngã, phạm tội thì quả không sai. Nhưng nếu nói rằng Thiên Chúa hiến ban Con Một của Người cho nhân loại để mặc khải chính Người là tình yêu thì đúng hơn nhiều. Biên giới của tình yêu là một tình yêu không biên giới. Thập giá Chúa mời gọi ta hoán cải. Mùa chay, mùa đặc biệt mời gọi đoàn tín hữu chiêm ngắm cuộc khổ nạn của Đấng Cứu Độ. Các khổ hình Chúa Kitô đã chịu và cái chết tủi nhục của Người trên thập giá như một lời tố cáo tội ác của nhân loại chúng ta. Thấy được sự xấu xa của bản thân mình, hẳn nhiên ít nhiều chúng ta cũng được thúc đẩy chê ghét tội lỗi và hoán cải ăn năn. Tuy nhiên, chính tình yêu của Chúa mới làm chúng ta vươn lên, đổi mới, nên hoàn thiện, và nhất là biết sống yêu thương cách quên mình. Được chiêm ngắm dung nhan sáng láng của Thầy Chí Thánh, đúng hơn là nhờ được thông phần một cách nào đó bản thể của Đấng là tình yêu, thì Phêrô đã lên tiếng: "Thưa Thầy, chúng con ở đây thật là hay, chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Môsê và một cho ông Elia." Sao chỉ có ba cái lều mà không là bốn, năm hay là sáu? Dù đang kinh hoàng và không biết phải nói gì, nhưng Phêrô đã thay hai bạn đồng môn Gioan và Giacôbê nói lên tấm lòng của mình, một tấm lòng quên mình vì người khác. "Đây là con ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người." Ước gì chúng ta hằng luôn ghi khắc vào tâm khảm những lời từ miệng của Đấng Cứu Độ sau đây: "Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em." Vậy nếu Thầy là Thầy và là Chúa mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em. Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì luật Môsê và lời các ngôn sứ là thế đó. Ai hiểu được chữ tình có thể nói rằng đó là những ai biết ở lại trong tình yêu Đấng Cứu Độ, đồng thời nhờ và với tình yêu của Người, một cách nào đó họ đã biết yêu thương như Người yêu thương. Thấy tội ác của mình, người ta có cơ may hối hận, ăn năn. Nhưng nghiệm thấy được tình yêu cứu độ thì người ta sẽ biết canh tân và hướng thiện.